Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, những thanh âm của cuộc sống bắt đầu vang lên. Vẻ đẹp của biển Cửa Lò như thu gọn trong tầm mắt. Con người, cảnh vật, đến không gian đều hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Cùng thả bước dạo bộ bên mép sóng biển, tận hưởng bầu không khí trong lành, hay sôi động với những động tác thể dục nhịp điệu khỏe khoắn để nạp năng lượng cho ngày mới. Mỗi sáng mai thức dậy có thêm một ngày mới để hội phụ nữ biển xanh chúng tôi được ra ngắm biển bình minh, mặt trời lên và chị em chúng tôi nhảy những điều thể dục và hưởng những không khí của biển. Và chúng tôi thiệt tha mời chị em về Cửa Lò chúng ta hưởng sáng bình minh và tập thể dục để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Còn ở góc khác là âm thanh, không khí lao động sản xuất của ngư dân. Những mẻ lưới đầy hải sản sau một đêm cật lực trên sóng nước. Những con tôm, con mực đem lại cho họ niềm vui. Biển Cửa Lò đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Còn đối với ngư dân nơi đây, biển chính là nguồn sống, nuôi họ ngàn đời nay. Bình minh lên cũng chính là lúc họ gặt hái những thành quả sau một đêm lao động hăng say. Một ngày mới bắt đầu với bao điều bình dị sẽ là ấn tượng khó quên đối với những ai một lần được đón bình minh trên biển Cửa Lò. Du lịch ở đây là buổi sáng là rất là đông để tắm, rồi là nói chung là hoạt động phong trào là của bãi biển là rất là tốt, trong sạch và rất là đẹp. Tôi rất là hài lòng, tôi cứ một năm 2 lần là tôi đi du lịch ở Cửa Lò, năm nào cũng thế, trông rất là sạch sẽ và đông người. Sau những giây phút khởi động với ngày mới, khách du lịch bắt đầu thả mình trong dòng nước mát trong xanh để tận hưởng. Biển dịu êm, hiền hòa và thật dịu êm trong ánh sáng ban mai. Đi tắm biển là đúng thật là hạnh phúc, thật được hạnh phúc là gần biển. Đấy. Cảm nhận là sáng mai đi tắm biển thì đúng không có chi bằng. Nói không tắm về là bữa nào mà không đi tắm thì là công nhận là bữa nào thì mệt mỏi, mà tắm biển về rồi là thì khoan khoái dễ chịu. Trong công việc một ngày đó là tỉnh táo lắm. Tất cả thứ âm thanh giản dị, mộc mạc, yên bình của buổi sáng trở thành nét đặc trưng của một vùng quê mặn mòi nắng gió. Đến với Cửa Lò để khám phá những điều bất ngờ, lý thú, thì du khách không nên bỏ lỡ cơ hội được đón những khoảnh khắc kỳ diệu lúc bình minh lên.